Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Hôm nay xin giới thiệu với tất cả mọi người năm đầu máy từ hàng Future 2, Future Neo, Suzuki Smart và hai cục CD90. Thì mọi người có thể tham khảo qua những cái cục máy như này, ứng dụng mà lắp vào những cái dòng xe của mình, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp ba cái số điện thoại Quyết Bắc Giang 0364011683, 0983198883 và 0915198883. Những cái cục máy này thì em đều có đánh mã số và giá tiền rồi, thì mọi người cảm thấy phù hợp với con xe của mình thì mọi người có chủ động liên hệ trực tiếp cho em. Ngoài lề chút thì bên em cũng có cung cấp nhiều sản phẩm máy móc khác về các phụ tùng, cầu số, lốp nhíp hay là những cái sản phẩm xe nâng khác nữa, một số kênh phụ nữa, thì mọi người có thể đăng ký kênh bằng cách xem ở cái phần bình luận ấy. Em có để cái đường link một số kênh phụ nhá, thì mọi người có thể ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Rồi thì em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng cục luôn để mọi người tham khảo. Đầu tiên thì đây là một cục máy hàng Honda CD90. Em quay cho qua một vòng cho mọi người xem trước này. Những cái dòng máy này ở thị trường Việt Nam bây giờ rất ít nhá, cực kỳ ít luôn. Những cái dòng này nếu mà ở thị trường Việt Nam thì máy nó phải lát tươm, lát bét rồi. Nhưng mà những cái cục này em tuyển được ở bên nước ngoài của dân tuyển chọn về. Đấy, nên là những cái cục này tình trạng nó còn khá là ngon. Đấy, mọi người nhìn này, phần thiết kế đầu bò đây. Tình trạng cục này thì em báo máy chạm đầu nhá, chạm đầu nhưng mà những cái đồ nó toàn đồ là đồ chính hãng, đồ xịn. Ví dụ phần đầu bò E30 này, hơi là hơi 85 nóng trứng này. Đấy, cả chi tiết này còn khá là sắc nét. Máy nổ cực kỳ êm ái, không khói không ngú. Đấy, chi tiết đầu bò này, hơi rồi đầu bò đây, máy khô ráo dịch xe nhá. Còn về phía sau này bụng máy thì phần vách giữa chưa trẻ, côn điện zin. Đấy, nước sơn con này còn khá là đẹp. Và những cái đời từ năm 1981 như thế này thì mà nó giữ được những cái chất máy như này thì những cái dòng Honda cực kỳ bền nhá, máy tốt. Đấy, anh em nào mà đam mê những cái đồ cổ hoặc là thích chơi xe thì có thể tham khảo qua cục này. Cục này có mã số là B80, giá 5 triệu. Rồi, quay một vòng phần bê côn này, côn số ngọt ngào nhé. Phần vô lăng điện đây, vô lăng điện là hàng Mitsuba Japan. Đấy, tình trạng em báo rõ này, phần vách giữa chưa trẻ, côn điện zin, chạm đầu. Đấy, nhưng mà đồ là toàn bộ là đồ zin chính hãng, cổ zin. Kèm theo phụ kiện có cả chế ốc khí đây, chế bên chế Kenhin chế xịn này, bộ cần đạp bằng số này và măng cá. Măng cá những cái dòng Honda mà dòng CD này cực kỳ dày dặn, Make in Japan Honda. Đấy, mọi người chốt cùng này nhá, B80 giá 5 triệu. Đấy, em quay một vòng cho mọi người xem tiếp này, chi tiết thì mọi người cứ liên hệ cho em. Đấy, ngoài những cái cục máy này thì em có đủ các loại mà, giá cả thì có thể thương lượng, mọi người cứ chủ động liên hệ. Tiếp tới giới thiệu mọi người cục máy này cũng tương tự, thì chàng em quay qua một vòng cho mọi người xem nhé. Đấy, con này thì tình trạng là phần đồ thì toàn bộ là đồ chính hãng hết. Phần vách giữa chưa trẻ này, côn điện zin này, máy chạm đầu nhá, máy chạm đầu rồi. Đấy, những con ốc chi tiết đây. Phần chỉnh cam chỉnh cò rồi ốc kia còn cực kỳ sắc nét, hơi là hơi 85. Phần đầu bò là HMC4, đầu bò là E29. Các chi tiết phần vách giữa đây, côn điện đây, quay cận cảnh từng góc cạnh chi tiết của máy thì mọi người cứ xem kỹ, em không chụp lại đâu. Mã vách của nó GBB6P này. Phần chi tiết bộ vô lăng điện là Mitsuba Japan. Côn số ngọt ngào, máy khô ráo dịch xe, nổ êm, không khói không ngú. Còn mã số là B81, giá 5 triệu. Những cái cục máy này thì em đều có bảo hành nhá, máy đều có bảo hành.
phụ kiện đủ bao gồm có mang cá, mang cá con này còn cực kỳ đẹp bên Japan này, rồi bộ chế eo khí của nó đây, chế vẫn chế xịn. Những cái phụ kiện lẻ này mọi người mua ở ngoài giá cực kỳ cao luôn. Ví dụ như cái cần khởi động cần số này mua ngoài một bộ này cũng phải tầm 500.000 rồi, một cái chế này tầm 1,5 triệu này, người chế này cực kỳ đắt nhá. Mang cá này cũng thể tầm 600 rồi. Đó. Còn cái cục máy thì còn bao nhiêu đâu, những cái cục máy này mà giá chỉ có 5 triệu thôi mà nó đủ hết đồ như này, anh em mua xác một cục máy này nó tầm hơn 2 triệu rồi. Đó. Nên là những cái cục máy này em đã test ok hết rồi nhá, máy cực kỳ ngon, giá thành nó hợp lý thôi. Đấy, hàng tuyển B81 giá 5 triệu, côn zin điện zin vách trước chia trẻ đầu bò chạm. Tiếp tới đây giới thiệu cho mọi người là một cục máy hàng Suzuki Smart. Suzuki Smart hơi 110, hơi 119 nha. Ngoại quan của máy đây, còn nước sơn còn ở mức khá là đẹp. Máy khô ráo sạch sẽ. Những con này thì em báo tình trạng là máy chắc, nhưng mà được những cái đồ thứ nhất phần vách giữa là nó chưa trẻ này, phần đầu bò và hơi đây mình sẽ quay cận cảnh chi tiết mọi người xem nhé. Hơi gang 110 hàng Suzuki Smart, các chi tiết ốc đây về gác lên chạy thôi, giá thành nó hợp lý thôi. Con này chỉ có 1,7 triệu, mã B82, máy Suzuki Smart. Con này như phần hơi ấy, con này chỉ chạm đầu thôi, nó thay xe măng. Về mọi người sang đồ cũng được. Máy Suzuki Smart 4 số. Phần nhông của nó còn khá nét, còn khá dày. Con này thì phụ kiện nó chỉ có cần đạp, cần số, chế và mang cá. Thế thôi. Mọi người chốt được cục này nhé. Máy Suzuki Smart nổ êm, không khói không ngủ. Giá chỉ có 1,7 triệu, có giảm 100.000 vé bắt thay dầu, mã B82. Tiếp tới đây là một cục máy hàng Futurenail. Futurenail đầu bò ống hơi, thiết kế đầu bò là Thái. Mọi người có thể thấy những cái dòng này ở tương tự như máy RM 125 của Thái ấy. Ví dụ như những cái cục này ở trên thị trường mà hàng Thái nó từ tầm khoảng 12-13 triệu. Nói ra thế nhưng mà nhiều bác có thể sẽ không tin, nhưng mà nếu mà bác chịu khó tìm hiểu, các bác cứ đánh DREM 125 hoặc là máy DREM 125 ra ngoài đi, thì ở thị trường nó bán không dưới 10 triệu đâu. Nhưng mà cục này thì hôm nay em báo cho các bác là giá nó chỉ có là 4 triệu thôi, bằng 1/3. Con này có mã số là B83. Đấy, quay cận cảnh chi tiết mọi người xem. Nước sơn đồng Futurenail như này còn cực kỳ đẹp. Đấy, phần chi tiết đầu bò và hơi đây. Máy khô ráo sạch sẽ. Máy đầu bò zin, hơi zin. Đây chế của nó này. Chế là chế Kenhin này. Thiết kế là đầu bò ống hơi và turbo đấy. Các bác thích dùng thì các bác giữ lại, còn không thì mọi người bịt cái lỗ này vào vẫn được, vẫn sử dụng như bình thường thôi. Máy này cũng nó đã máy chạm đầu nhá, chạm đầu mà máy nổ cực kỳ êm ái. Các bác về lắp vào các dòng Futurenail, Futurex, Future FI, thay thế những cái dòng FI thì mọi người có chuyển năng sang cơ vẫn được. Chân máy nó như nhau, dùng cái tay trong máy này nó như nhau này thì có thể thay thế được hết nhá. Máy chạm êm, không khói không ngủ. Giá cả mọi người cần thương lượng thì cứ chủ động liên hệ. Nó là nguồn gốc xuất xứ của con này, nó là hàng bãi của Trung Quốc. Nó các bác hình dung nó tương tự như máy zin Việt của mình ấy, thì bên Trung Quốc họ cũng có công ty Honda như thế này. Còn để mà bảo nhái được cái hàng thương hiệu thì không thể nhái được, đánh bản quyền công ty nó sập ngay ấy. Mọi người yên tâm nhá, chất lượng là toàn bộ là đồ Honda chính hãng. Nếu mà người lo lắng về cái phần giá, nếu mà ở thị trường Việt Nam những cái cục máy như này, chiếc máy như này thì không có giá dưới 6 triệu đâu. Đấy, em khẳng định với các bác như thế. Đấy, mọi người chốt cục này nhá. Có mã số là B83 giá 4 triệu, phụ kiện có đủ cần đạp, cần số, chế và mang cá. Tôi giới thiệu cho mọi người đây là hàng một con máy Future 2.
Future 2 nhá. Lúc lúc máy đây. Đấy, những cục máy thì bọn em nhập được số lượng lớn, giá thành cũng hợp lý thôi. Nếu mà người mua ở ngoài thị trường một cục máy này y hệt như này, giá tầm khoảng 5 triệu rưỡi 6 triệu. Nhưng hôm nay cục máy này em để giá cực kỳ hợp lý. B84 giá 4 triệu rưỡi. Giá này thì em cũng có bớt nữa, tại vì em vừa xem đây là nó bị móp mất một con ốc ở đây. Đấy là qua quá trình vận chuyển ấy, nó bị móp mất một con ốc này. Thì giá em có giảm sâu cho bác. Về bác thay ốc. Con này thì em có giảm 300.000. 400.000 đi. Về các bác thay dầu nữa, thay nhớt nữa. Đấy, con này mã B84 giá 4 triệu mốt bao ship. Tình trạng của máy này thì em báo là tôi zin toàn bộ. Có một cái lỗi nhỏ là cái ấy thôi. Cái con ốc đầu thôi. Đấy, phần vách giữa này. Răng với răng xanh, răng xịn này. Đấy, phần lốc máy đây. Nó hàng Wuyang Honda. Đấy, của công ty Honda. Hàng nội địa ở Trung Quốc. Đấy, nước sơn con này thì cực kỳ bền lì. Anh em nào về mà thích sang những cái con Future 2 của mình ấy, thì mọi người có thể thay lốc sang được. Y hệt nhau, không khác gì hết. Phần đầu bò hơi đây. Máy zin toàn bộ. Chi tiết ốc còn cực kỳ nét. Chưa vết động cờ lê này. Chỉ can thì co này. Đầu bò vẫn thiết kế đầu bò hơi. Hơi là hơi 125. Đây phần bên điện đây. Thiết kế dòng này là dòng đời mới nhá. Bo máy này mọi người nhìn này. Thì nó có thiết kế dòng đời mới đời 26-27 mới có kiểu này. Phần cốt tải nó đạt đến 95%. Đây thì trên video em đã quay cận cảnh chi tiết từng góc cạnh của máy rồi. Thì mọi người lán lại xem mấy video nhá. Và mọi người chốt được máy nào, mã số bao nhiêu báo lại em. Đấy, mọi người chốt nhá. B84 giá 4 triệu mốt bao ship, kèm theo đủ cần đạp phần số và bộ chế khí. Đấy, mọi chi tiết sản phẩm mọi người có thể liên hệ trực tiếp 3 số điện thoại. Ngoài ra thì bên em cũng có cung cấp nhiều sản phẩm máy móc khác nữa. Thì mọi người có thể đăng ký kênh, cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Ở trong những video tiếp theo thì có thể em sẽ test từng cục, quay cận cảnh video từng cục cho mọi người xem. Đấy, mọi người yên tâm khi mua hàng bên em nhá. Ok, chào mọi người.